Bên cạnh việc chăm chút cho mâm ngũ quả, các món ăn chính, thì việc chuẩn bị một bình hoa đẹp cho bàn thờ gia tiên trong dịp Tết Nguyên Đán cũng đặc biệt quan trọng. Chỉ với một bó bông thiên điểu, 6 bông cúc mẫu đơn, một sắp lá dẹt dài và hoa li ti trang trí, chị Nguyễn Thị Mỹ, chủ công ty hoa tươi Hoa Mỹ, sẽ đồng hành và hướng dẫn mọi người cách cắm hoa dành riêng cho khu vực trang nghiêm nhất nhà với các bước không quá phức tạp nhưng vẫn đẹp mắt, nổi bật. Tùy vào kích thước, hình dáng của mỗi loại hoa và không gian khác nhau mà chúng ta chọn những mẫu bình cho phù hợp. Đầu tiên, các bạn dùng hoa thiên điểu bung nở đẹp, to, cắm vào vị trí trung tâm. Sau đó, cắm dàn đều quanh miệng bình, xếp tầng cao thấp. Kế đến, sử dụng khoảng 6 bông cúc mẫu đơn, cắm xen kẽ vào khoảng trống. Cách đều giữa các bông thiên điểu vừa cắm. Chú ý cắm hoa ở phần mặt trước bình và cắm thấp hơn hoa thiên điểu. Có một lưu ý nhỏ là hoa cắm trên bàn thờ chỉ nên chọn tối đa 1 đến 2 loại hoa có màu sắc tương đồng, tránh nhiều màu gây cảm giác rối mắt. Ngoài màu sắc nổi bật và lâu tàn, hoa thiên điểu và cúc mẫu đơn còn được nhiều người yêu thích trưng bày trên bàn thờ dịp Tết vì nó còn là biểu tượng của niềm vui, hạnh phúc và sự thủy chung. Công đoạn cuối cùng là dùng những lá dẹt dài và hoa li ti trang trí xung quanh bình sao cho bắt mắt nhất. Với vài bước đơn giản, chúng ta đã có ngay bình hoa đẹp, trang trọng tạo điểm nhấn cho bàn thờ gia tiên vào dịp Tết đến. Màu sắc hài hòa, bắt mắt của hoa lá không chỉ tạo ấn tượng cho các vị khách đến thăm nhà trong những ngày đầu năm mới, mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa may mắn, tài lộc cho gia đình trong dịp đầu năm.